cái khả mình sẽ test cái khả năng cách âm này của tấm bê tông nghe EVS Lico World bên mình này. Mình làm một cái giống như kiểu một cái thùng ấy, cái hòm đấy các bạn nhé. Đây mình sẽ mở một cái loa Bluetooth ở đây. Các bạn thấy không? Rất là to nhé. Mình sẽ đậy cái nắp này lại. Mình để cái bóng này để đảm bảo cái độ kín khít nhé. Anh chỉnh chuẩn ra. Đấy, các bạn thấy không? Gần như là chúng ta chưa không nghe tiếng gì nhé. Mình quay rất gần cho các bạn này. Đấy. Mặc dù đây là cái độ kín khít của nó còn chưa thật sự là kín khít đâu. Các bạn cứ hình dung là khi mà chúng ta mà lắp vữa ấy, mà kín mít ấy, thì gần như là cái khả năng cách âm của nó là kinh điển luôn các bạn nhé. Đấy.